Hai, chào các bạn, tôi đang đứng ở bến tàu của thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu. Và nhân cái chuyến du lịch Cốt Trinh này, tôi muốn chia sẻ với các bạn một số điều thế này. Các bạn có nhìn thấy những con tàu đỗ ở kia không? Theo các bạn thì những con tàu người ta đóng để làm gì vậy? Người ta đóng để ra khơi. Bạn sẽ hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu những con tàu kia cứ neo ở bến mãi vậy? Hãy nghĩ về điều này với cuộc đời chúng ta. Chúng ta sinh ra để làm gì vậy? Chúng ta sinh ra, mỗi chúng ta sinh ra là đều có một cái ý nghĩa, có một vị trí để thể hiện được cái giá trị đó, cái ý nghĩa đó trong cuộc sống của mình. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể lan tỏa được cái giá trị, ý nghĩa và thể hiện được bản thân mình, giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống này? Chúng ta phải có năng lực, phải có năng lực. Và khi có năng lực rồi thì chúng ta mới dễ dàng để giải quyết mọi chuyện trong cuộc sống này. Vậy thì điều gì có thể khiến chúng ta có năng lực được? Khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Từ trái tim tôi khao khát bạn hãy học NLP để bạn có thể có rất nhiều năng lực để giải quyết được mọi vấn đề dễ dàng trong cuộc sống này, kiến tạo cuộc đời hạnh phúc của bạn. Tất cả chúng ta đều có mọi nguồn lực để thành công, mọi nguồn lực để thành công. Không có những con người không có nguồn lực thành công, chỉ có những con người đang trong trạng thái mà thôi. Trạng thái mà thôi. Bạn thấy này, tôi đã có rất nhiều cái ví dụ để ví dụ cho chúng ta thấy rồi. Ví dụ như một cái cốc nước ấy, nếu lưu lượng cốc nước của bạn có ít thế này thôi, thì một giọt cà phê, một thìa cà phê vào cũng làm cho cốc nước này nó ngả màu, đó là cái stress của bạn. Nhưng bạn hình dung, nếu như bạn sẽ làm cái lượng nước trong cái cốc của bạn nó bằng một cái thùng 20 lít, bằng cái thùng 200 lít, thì một cái thìa cà phê, cái thìa cà phê được cho là vấn đề, nó nhỏ vào cái thùng 200 lít của bạn, nó có ngả màu được không? Không bao giờ. Vậy thì cái năng lực của cá nhân chúng ta cũng vậy thôi. Nếu năng lực chúng ta còn bé nhỏ, năng lực chúng ta còn hạn chế, thì bất cứ một vấn đề nhỏ ở ngoài kia cũng có thể tác động đến ta và gây nên cái stress rất lớn. Nhưng nếu chúng ta làm lớn cái năng lực của mình lên, đó là sự hiểu biết của chúng ta rộng lên, đó là năng lực của chúng ta có thể nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm, nhiều kiến thức, nhiều công cụ kỹ thuật để giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, rất nhiều vấn đề trong cuộc sống này một cách dễ dàng. Và giống như con tàu kia vậy, những con tàu kia nhỏ thế kia thì nó đi được sóng cấp mấy? Giả dụ những cái con sóng ở ngoài biển kia là những con sóng cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 7. Vậy thì những con tàu nếu mà bé thế kia thì chỉ giải quyết được vấn đề là sóng của cấp 1, cấp 2 mà thôi. Nhưng nếu bạn sẽ đóng những con tàu hàng cực kỳ lớn, những con tàu hàng trăm tấn, thì bạn có thể đi xuyên qua bão cấp 8, cấp 10, cấp 12 cũng không vấn đề gì. Vậy thì năng lực của bạn cũng vậy đấy. Hãy đầu tư vào bản thân mình để làm lớn cái năng lực mình lên, lớn cái năng lực của mình lên, thì bạn sẽ dễ dàng giải quyết mọi chuyện ngoài kia. Không những giải quyết cho bạn mà còn giải quyết cho rất nhiều người trong cuộc sống này, và bạn sẽ biết thiết kế một cuộc đời thượng hạng. Tôi Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer Master Coach, rất hào hứng để huấn luyện NLP để giúp các bạn đạt được kết quả các bạn mong muốn trong cuộc sống này.